Lúc 8 giờ ngày hôm nay ngày 12 tháng 4, chuyến bay VN311 Tokyo Hà Nội do hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và các cơ quan chức năng Nhật Bản đã cất cánh và chở 12 công dân Việt Nam trở về nước. Số công dân này bao gồm các hành khách bị mắc kẹt tại sân bay Narita hơn 10 ngày qua do Nhật Bản hạn chế nhập cảnh để phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các hãng hàng không đã dừng bay đến Việt Nam. Ngoài ra, chuyến bay còn có các công dân Việt Nam thuộc diện đặc biệt khó khăn và không có nơi ở ổn định tại Nhật Bản được Đại sứ quán hỗ trợ hồi hương. Chuyến bay VN311 là chuyến bay vận chuyển hàng hóa và chỉ chở thêm số hành khách cần hỗ trợ khẩn cấp. Tổ bay được trang bị bảo hộ y tế toàn thân. Thưa quý vị, tính đến 7 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4, diễn biến của phi công người Anh nhiễm COVID-19 số 91 tại Việt Nam vẫn không xấu hơn nhưng cũng chưa có dấu hiệu hồi phục, mặc dù kết quả xét nghiệm COVID-19 đã cho âm tính. Theo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho biết tổn thương phổi của bệnh nhân này ngưng tiến triển, tuy nhiên thông khí còn rất hạn chế, tình trạng rối loạn đông máu nặng vẫn chưa được cải thiện. Hiện tại bệnh nhân không sốt, mạch và huyết áp bình thường. Bệnh nhân tiếp tục thở máy xâm nhập, tiếp tục được oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể ECMO và lọc máu liên tục. Hiện nay, theo ý kiến hội chẩn của Hội đồng chuyên môn cấp quốc gia, ngoài các can thiệp hồi sức hô hấp tuần hoàn chuyên sâu như trên, thì ca COVID-19 số 91 cần được điều trị tình trạng rối loạn đông máu.